Vâng, Bonsai Việt Nam xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 9. Tôi có việc qua thành phố Bắc Ninh thì thấy ở đây đang có trưng bày rất là nhiều cây cảnh. Tôi tưởng có cái triển lãm cây cảnh nào đó ở đây. Nhưng mà không phải, ở đây chỉ có một cái triển lãm mỹ thuật thôi. Gọi là hội chợ mỹ thuật gì đó. Rất tiếc là không có một cuộc triển lãm nào về cây cảnh, nhưng mà có rất là nhiều những cái tác phẩm của các nhà vườn đã đem trưng bày ở đây. Đợt này kỷ niệm dịp mùng 2 tháng 9 mà tôi không thấy có một cái cuộc triển lãm nào về sinh vật cảnh ở miền Bắc cả. Mới gần đây nhất là triển lãm ở Sầm Sơn, Thanh Hóa. Thường thường mỗi năm vào những cái dịp kỷ niệm của đất nước thì hay có các câu lạc bộ, các câu lạc bộ sinh vật cảnh của các cái khu vực thì thường hay trưng bày cái cảnh. Nhưng năm nay rất là im ắng. Và nói chung là từ đầu năm đến giờ thì cũng không có nhiều những cái cuộc triển lãm nào tôi thấy được tổ chức nó hoành tráng cả. Nó quay lại với một số các tác phẩm ở đây thì ở đây là đang tầm buổi trưa, đâm ra là các chủ vườn đều đang ngủ hết rồi. Tôi thấy có những cái cây tùng rất đẹp, tùng kim cương này, đầu lá tròn này. Giờ rất là nhiều nhà vườn sử dụng cái loại đá núi lửa. Cây này như kiểu cây nhập khẩu, vẫn còn mã như thế này. 390 tùng kim cương, tùng kim cương. Trông như cây nhập từ Đài Loan ấy. Nhà vườn này có khá nhiều cây đẹp. Đây là một cây sam hương này. Chính xác nó là một cây cây nhập từ Đài Loan này. Đúng kiểu sam hương Đài Loan. Các nghệ nhân Đài Loan rất thích cái loại sam hương này. Và có rất nhiều những cái tác phẩm sam hương khá là đẹp. Nhà vườn này có sam hương và tùng kim cương. Nhưng một số cây tùng thì nó chỉ có cái bộ đế đẹp thôi, còn nó chưa tinh tế cho lắm. Những cây sam hương này có lẽ cũng cần phải được uốn nắn thêm một thời gian nữa. Thực ra cây rất đẹp rồi, nhưng mà cần đúng chuẩn theo phong cách Đài Loan này. Loại cây này cành nhánh nhiều và nó có bộ tán rất là hoành tráng. Cái hội chợ này diễn ra tại cái sân trước của Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh. Ở đây tôi thấy là thường xuyên tổ chức các cái cuộc triển lãm cũng như là hội chợ.
nó như kiểu được khuyến khích vậy. Cũng bởi ở đây có cái hồ, cái sân khá lớn để trưng bày, cho nên là được các cái nhà vườn và các cái đơn vị tổ chức rất là ưa chuộng. Ở Hà Nội thì tôi thấy hay được tổ chức ở bên Long Biên với lại trước sân vận động Mỹ Đình. Một cây mai chứa thủy, mùa này cũng đang là mùa hoa rồi đây. Đây là một số cây của nhà vườn Tùng Hậu. Một cặp mai chứa thủy dáng cổ. Còn đây là Tùng La Hán, nhà vườn Tùng Hậu, Hải Dương. Nói thật là ban đầu tôi đang nghĩ ở trong này có triển lãm. Thực ra lâu rồi cũng bận cho nên là không theo dõi các cái tin tức về các cái sinh vật cảnh, hội các cuộc tổ chức. Bởi vì đợt này thấy miền Bắc ít quá, không có nhiều triển lãm. Hy vọng là từ dần cuối năm thì sẽ có dịp để cho các nhà vườn được giao lưu với nhau. Mời quý vị và các bạn cùng xem tiếp các cái tác phẩm được trưng bày của các nhà vườn ở đây. Hầu hết các tác phẩm ở đây là để chủ yếu là để tìm chủ mới, gọi là thương mại. Thank you.
gì mà ghê? Xanh. Xanh. Đây mình tìm cả các con của mình của mình. Thank you.